Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình đi chợ, mình mua được một cái nải chuối như thế này chỉ có 2.000 đồng thôi các bạn ơi. Thì Tết này á, các bạn nên vào bếp và làm cái món này đi, rất là ngon luôn. Gọi là món chuối trần, cũng có thể gọi là chuối ngâm chua ngọt. Nếu mà theo miền Nam nha, chuối ngâm chua ngọt này giống như là một cái món dưa kiệu hay là dưa chua ở miền Nam mình, để ăn kèm với các món như là các món kho, món luộc để mình chống ngấy vào những cái dịp Tết đó các bạn. Không biết là bạn nào sau khi xem clip này, nếu mà có thêm một cái tên gọi nào khác thì các bạn cũng bình luận cho mình biết để mình và nhiều bạn khác có thể là tham khảo và biết thêm. Hôm nay thì mình có một cái nải chuối này là 2.000 đồng thôi các bạn ơi. Không biết quê các bạn chuối này bán giá như thế nào ha. À quên nữa, đối với cái món này là mình phải ưu tiên mình chọn chuối nó còn non. Mình không có nên chọn chuối nó bị già. Già thì nó sẽ dễ bị nhẵn chát. Món này là mình chọn cái chuối non ăn mới ngon, mới có độ giòn. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị một thau nước sạch. Bây giờ mình cho vào đây một ít muối. Rồi mình cho chanh hoặc là mình cho giấm. Mũ lắm đó các bạn, cho nên là mình sẽ xả qua với nước trước nha. Mình để lửa nhỏ á, lộn nhầm. Rồi mình xả qua nước nhỏ nè, rồi mình gọt vỏ. Cái chuối này ở dưới quê mình gọi đây là chuối hộp đó các bạn. Rồi mình ngâm nó trong cái hỗn hợp giấm muối nè, cho nên là rất là trắng luôn, nó không có bị đen. Rồi bây giờ mình vớt ra. Rồi bây giờ mình sẽ đi sắt lát chuối. Mình sẽ dùng hai cái chiếc đũa thế này nè, để khi mình cắt á, nó sẽ không có bị phạm, nó không có bị đứt rời. Mình cắt đều mỏng mỏng như thế này. Tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một nồi nước. Bây giờ mình sẽ bắt nước cho nó sôi. Bây giờ mình cho vào đây muối, một muỗng canh muối, và giấm để mình trần, gọi theo miền Nam gọi là trụng đó các bạn. Mình trụng chuối. Rồi mình cho vào đây hai muỗng canh giấm. Nước đã bắt đầu sôi, bây giờ mình sẽ tắt bếp rồi mình cho chuối vào mình trụng liền luôn. Mình tắt bếp, mình cho chuối vào, mình trần khoảng 3 phút rồi mình sẽ lấy ra. Mình đừng có trần kỹ quá là chuối nó sẽ bị mềm chín luôn á các bạn. Mình tắt bếp rồi mình cho vào. Hết 3 phút thì mình sẽ vớt ra và mình rửa qua với nước. Trong lúc mà mình chờ cho chuối mình đã rửa qua nước á, mình để cho khô ráo á, để nguội khô ráo. Ở đây mình chuẩn bị hỗn hợp giấm đường. Ở đây mình cho là 2,5 chén nước lọc. Mình dùng cái chén ăn cơm nha các bạn. Mình cho đây nửa chén đường. Đây mình dùng cái chén ăn cơm để mình đông. Nửa chén giấm gạo, tùy theo độ chua mà các bạn điều chỉnh lại sao cho có cái hậu chua ngọt phù hợp với khẩu vị của các bạn nha. Rồi mình cho vào đây nửa muỗng canh muối.
nước giấm đường đã tan hoàn toàn cũng như là đã sôi rồi. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và mình để cho cái hỗn hợp nước giấm đường của mình nguội hoàn toàn luôn nha. Giấm đường đã nguội hoàn toàn, mình sẽ cho tỏi ớt băm vào đây. Ở đây mình dùng một trái ớt sừng và một củ tỏi cũng như là hai trái ớt hiểm, trái ớt cay. Chuối đã khô ráo và nguội rồi nè các bạn. Rồi mình chuẩn bị một cái keo hũ thủy tinh, mình tiệt trùng kỹ qua nước sôi để cho thật là khô ráo. Bây giờ mình sẽ cho mình xếp chuối vào. Đối món này thì mình sẽ cho ngập nước luôn nha các bạn, cho thật là nhiều nước luôn nè. Rồi mình sẽ gài xuống cho nó ngập ở trong nước như thế này. Món này rất là nhanh ăn, khoảng 1 đến 2 ngày, tối đa là 2 ngày là bắt đầu đã chua ngọt, ăn thấm rất là ngon rồi. Chuối mình ngâm 2 ngày mình ăn sẽ giòn, chua chua, ngọt ngọt và nó hơi chắc nhẹ các bạn, chắc thoáng qua thôi, rất là ngon luôn. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong công thức làm món chuối trần hay còn gọi là chuối ngâm chua ngọt để mà mình ăn kèm với các món kho, món luộc chống ngấy vào dịp Tết này. Chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công. Nếu các bạn áp dụng, các bạn ăn, các bạn thấy ngon, mới lạ thì đừng quên bình luận cho mình biết cảm nhận của các bạn về món ăn của mình ngày hôm nay nha. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích cũng như là ủng hộ thì các bạn cho mình một like và đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực cho ra nhiều món ăn ngon hơn nữa vào những clip sắp tới. Bây giờ thì mình hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye!